Xin chào quý vị. Và tiếp theo trong cái chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 7 ngày tới có 3 con giáp vượt lên cái hoàn cảnh phát tài, trúng số, vận đổi sang một cái trang mới. Thì theo tử vi học nhận định thì đây là những cái con giáp có cái cuộc sống sung túc đầy đủ, tài vận rực sáng trong cái tuần tới đây. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cái nội dung của video ngày hôm nay để xem đấy là những cái con giáp nào và liệu rằng chúng ta có nằm trong số những con giáp cực kỳ may mắn này hay không. Và con giáp thứ nhất đấy là con giáp tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ hài hước vui vẻ, đi đâu cũng được người khác để ý. Tính tình của bạn là cái tâm điểm khiến bạn trở thành cái điểm nhấn. Đã thế, ngoại hình của những người tuổi Ngọ đa số là nổi bật, phong độ lịch lãm nên đi đâu cũng chiếm ưu thế. Chỉ cần bạn mở lời thì người bên cạnh bạn sẽ bị cuốn hút ngay lập tức vì cách nói chuyện hết sức có duyên. Và dự báo trong 7 ngày tới chính là những ngày tháng vui vẻ, hạnh phúc của bạn khi mà tình yêu nở rộ, có thêm động lực tinh thần giúp cho người tuổi Ngọ làm việc hăng say, kế hoạch hoàn thành sớm hơn cái dự định. Và tiền về như nước, hơn nữa là người biết dành dụm, tuổi Ngọ không bao giờ quên hùn vốn vào đầu tư để bây giờ thu lợi lớn. Thứ hai đấy là người tuổi Dần. Thì tuổi Dần chưa bao giờ từ bỏ khó khăn và cũng không có cái khó khăn nào đánh bại được bạn vì bạn là người thừa năng lực và sự thông minh sáng tạo. Cuộc sống của tuổi Dần có nhiều cái gánh nặng từ người thân đến bạn bè, họ chịu áp lực phải mang lại cái cuộc sống tốt hơn cho gia đình, người thân nên luôn nỗ lực để kiếm tiền. Và cái thời gian 7 ngày tới là cái lúc để bạn khẳng định cái tài năng của mình, kinh doanh thành công, tiền bạc đổ về cũng nhờ cái sự sáng tạo của bạn. Bạn đã đóng góp được cái công sức lớn, thu về một cái hợp đồng giá trị trong cái thời gian khó khăn này, khiến cấp trên hài lòng vô cùng. Tuần này đúng là một tuần đầy thăng hoa với người tuổi Dần. Và thứ ba đấy là người tuổi Tý. Thì Tý thông minh nhưng lại không được đền đáp, cấp trên có nhiều khúc mắc với bạn, hiểu lầm lợi ích mà bạn mang lại công ty. Nguyên nhân là vì có cái đồng nghiệp chuyên gây thị phi, thích nói xấu sau lưng. Bạn phải nhất định đề phòng kẻ này dù ngoài mặt là họ lúc nào cũng tươi cười với bạn. Tiền bạc hao hụt vì có người thân đang cần cái sự giúp đỡ mà bạn không hỗ trợ không được. Lúc này mới lộ mặt của người bạn thân, vay tiền không trả còn chối bay chối biến. Đúng là không thể nào tin nổi bạn thân lại lật mặt nhanh như thế. Và quý anh chị thân mến, trên đây chính là 3 con giáp vượt lên hoàn cảnh, phát tài, trúng số và vận may đổi đời sang một cái trang mới trong 7 ngày tới đây. Và hy vọng rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được thật nhiều những cái kiến thức bổ ích hơn, giúp quý anh chị chủ động đón lành tránh dữ trong những ngày tới đây. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.